là thay mặt cho tập đoàn Phát Đạt xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý khách, toàn thể lãnh đạo của các đối tác và toàn thể anh chị em trong hội trường ngày hôm nay. Thưa các anh chị, làm cũng nhân cơ hội này thay mặt cho chủ đầu tư Phát Đạt chia sẻ với các anh chị một chút về lịch sử, một chút về bối cảnh tại sao cái dự án này ra đời và vì sao chúng ta hoàn toàn chúng ta đặt trọn niềm tin vào cái dự án này. Thưa các anh chị, làm Phát Đạt và quá trình hình thành và phát triển là 18 năm mà niêm yết trên thị trường chứng khoán và chúng ta đã đạt Phát Đạt đạt được rất nhiều thành tựu về trong phát triển bất động sản. Và thưa các anh chị, là năm 2019 khi đó thì anh em mới ra ngoài Quy Nhơn ở Bình Định thì trước khi chia sẻ hết muốn hỏi các anh chị là khi chúng ta nói đến Bình Định, khi chúng ta nói đến Quy Nhơn thì thường chúng ta nói đến gì? Thưa các anh chị, ở đây có ai chia sẻ được không? Khi chúng ta nói đến Bình Định, chúng ta đến Quy Nhơn thì thường chúng ta phải nói cái gì mà nó có cực kỳ bề sâu, cái nó tạo nên nền tảng cho Bình Định và cho Quy Nhơn. Ở đây có ai trả lời không ạ? Có bạn nào trả lời được? Là gì ạ? Hả? Mỏ hả? À mỏ. Đúng rồi các anh chị, Bình Định thì cũng có mỏ các anh chị. Nhưng mà ở đây cũng xin chia sẻ các anh chị là đối với quan điểm của các anh chị, khi nói đến Quy Nhơn là chúng ta nói đến đền thờ vua Quang Trung. Là bởi vì đó là vị tổ tiên của chúng ta và chúng ta đó là nơi mà sản sinh ra vị vua của Việt Nam. Và từ đó nó tạo nên cái nền tảng sâu cho Quy Nhơn, cho Bình Định các anh chị. Và với cái tinh thần đó các anh chị, khi chúng tôi bước xuống Quy Nhơn thì nếu như các anh chị để ý, chúng ta bước xuống sân bay Quy Nhơn thời điểm đó, nếu các anh chị để ý, đây là một tỉnh đang phát triển nhưng mà sân bay các anh chị, nếu các anh chị để ý kỹ là có nhà ga quốc tế các anh chị. Và vì có sự đặc biệt phát triển cho nên nhà ga quốc tế được chấp thuận ở đây, nhưng mà vì một số lý do cho nên một số cái chuyến bay quốc tế hiện nay nó vẫn chưa hoạt động. Và nếu như các anh chị để ý thêm nữa thì hạ tầng phát triển của Bình Định rất là tốt. Và khi đó chúng tôi đến thời điểm đó là con đường quốc lộ 19B nối trực tiếp từ sân bay đi về Quy Nhơn đang dần được hình thành. Và hiện nay là Bình Định đang tiếp tục đầu tư vào trong các chương trình trọng điểm về hạ tầng. Và nếu như các anh chị có nghiên cứu thì các cái tuyến đường, đặc biệt tuyến đường An Nhơn Đầm Thị Nại nối trực tiếp từ sân bay tạo nên một cái hướng chính nữa đi về Quy Nhơn. Để cho các anh chị thấy là đối với Quy Nhơn là cái sự phát triển và hạ tầng rất là được đầu tư và rất là chú trọng. Cái sự mà đầu tư về hạ tầng như vậy nó dẫn đến cái sự phát triển về mặt kinh tế. Và khi sự phát triển mặt kinh tế như vậy chị, thì đồng thời nó thúc đẩy và nó thu hút được khách du lịch. Và với những cái cách nhìn như vậy, với những bề sâu của Quy Nhơn như vậy, thưa các anh chị, là Phát Đạt lúc đó là quyết định là đầu tư tại Quy Nhơn, Bình Định. Thì nếu như các anh chị, chắc là đa phần các anh chị ở đây cũng đã tham gia cái dự án ở tại Kỳ Cơ Gateway. Thì đây là một dự án rất thành công của Phát Đạt thời đó và tạo tiếng vang cho Phát Đạt thời đó. Thì tiếp theo cái sự thành công đó các anh chị, thì khi Phát Đạt nói chuyện với lại các lãnh đạo của địa phương các anh chị, thì Phát Đạt có nói là các bạn mong muốn tạo ra một dự án điểm nhấn ở tại Bình Định. Rất là mong muốn các anh chị. Và lãnh đạo ở tỉnh Bình Định cũng nói là tỉnh cũng mong muốn là có một công trình điểm nhấn, nó tạo nên sức hút, tạo nên thương hiệu ở tại Quy Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung. Và thưa các anh chị, là cũng là do cái bén duyên này đó, thì cái lúc mà suy nghĩ về cái vị trí số 1 Ngô Mây này các anh chị, thì lúc đó là Vũ đang ở Đà Lạt, nhưng mà đầu thì suy nghĩ về số 1 Ngô Mây này. Thì sau đó là Phát Đạt đã có được cái quỹ đất này
và Phát Đạt quyết định là phát triển mang một cái thương hiệu 5 sao như đã hứa với lãnh đạo tỉnh mang về tại vị trí này. Thì ở đây là một cái tổ hợp, chúng ta gồm có hai phần, một là khách sạn 5 sao, chúng ta mang cái thương hiệu, một cái thương hiệu của Marriott, và cái tổ hợp về căn hộ du lịch. Vì căn hộ du lịch thì Phát Đạt mang cái thương hiệu của Sentara vô. Và thưa các anh chị, là với cái tiềm năng phát triển như vậy và với mong muốn mang lại một cái thương hiệu lớn tại một cái vị trí gần như là độc nhất và là tốt nhất của tại Quy Nhơn, và Phát Đạt đã quyết định là đầu tư lớn, đầu tư mạnh vào vị trí này để mang lại một cái sản phẩm cực kỳ tốt. Với những cái tinh thần đó thì hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây, và với những cái gương mặt tràn đầy năng lượng của các bạn sale ở đây, thưa các anh chị, là tôi tin rằng với tiềm năng phát triển của, với một vị trí rất là tốt của Quy Nhơn, với một cái sản phẩm đã đạt đẳng cấp quốc tế, mang thương hiệu của Marriott, và đặc biệt là khối Condotel này là mang thương hiệu của Sentara, thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công trong dự án này. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.